Trung xin chào tất cả anh em nha. Đây Trung có một cái video giới thiệu với anh em một cái món phụ tùng xe nha. Đây là cái xác xe đầu kéo hổ gò nha anh em. Trung Quốc cầu bìa này. Cái con này thì Trung nói trước là trừ mâm lớp ra trước nha anh em. Tại vì nó đi cái mâm lớp R2.5 cái kiểu đầu kéo đó. Mâm đầu kéo nó mâm không ruột. Nên anh em có xác định cần dùng xài hoặc là thêm bớt la răng gì đấy, bánh lớp gì đấy thì đổi cái loại mâm 12-20 bình thường thôi. Mâm cải niền đấy, nó dễ dùng. Đang ngược sáng xác, đây là xác xe đầu kéo nha nè. Con này đời 2015, bị lỗi giấy tờ động cơ nên phải cắt ra nha, nên phải làm thịt nha. Dàn cầu số nhíp rất là đẹp luôn, nhíp đều răng rắc hết nhé. Đây này, đời này có ba lăng xe giữa nhé nè, có trục ba lăng xe giữa nhé. Đây này, đấy, cầu đẹp tuyệt hảo luôn, dàn nhíp bát bợ tất cả còn liền lạc hết nhé, gối rất là đẹp luôn, bàn kéo còn nhé. Bốn bình hơi còn này, còn đầy đủ bốn cái bình hơi thắng hơi nhé. Cái món này thì Trung đã chốt xong rồi, trừ đi cái dí trước, trừ đi máy số dí nhíp trước. Nói chung là từ cái đoạn này ra trước thì chỉ còn hai cái đoạn xác xi thôi, quan trọng nhất là xác xi này, hai cái cầu sau này, nhíp ba lăng xe đầy đủ full bộ hết nhá, kể cả lắp dọc luôn. Đây lắp dọc còn nha, trừ máy số lại nhé anh em. Xác xi hai lớp, đoạn này 3 lớp, ở trên 2 lớp nha. Đấy, anh em có tận dụng làm cái mó kéo gì đấy, làm mó kéo hai chục gì đấy. Xác xi dài chắc tầm khoảng 6 mét nha, trên dưới 6 mét gì đấy. Phần trước thì mình bỏ cả nhíp trước, bỏ dí, bỏ động cơ, bỏ số lại hết, lấy đúng hai đoạn xác xi thôi ra chứ trước này. Bỏ cả, tháo cả bót lái ra luôn, lấy đúng chuốt hai đoạn xác xi thẳng tắp thôi, dễ dùng, dễ gom chữ A, gọi là chụm chữ A lại. Trung tiếp tục video nha anh em. Đây Trung đã giới thiệu sơ qua hết một loạt cái hình ảnh cụ thể như vậy rồi, anh em xem có tận dụng đóng hình rơ móc gì đấy giống như lúc đầu Trung nói đấy. Một cái đôi cầu bìa cực kỳ đẹp luôn nhé anh em, 2015 nhé. Dàn nhíp thẳng tắp luôn này, đẹp, rất là đẹp nhé, ngay ngắn này. Gói, anh em nhìn cái gói đỡ là biết cái xe nó chạy còn ít km. Đấy, gói đỡ hai bên này. Cầu AC16 bình thường nhé anh em. Một cặp cầu bìa AC16 ba lăng xe cực kỳ lớn luôn. Cái dàn gói chịu ba lăng xe trục rất lớn nhé. Loại này thì tải là rất là cao nhé. Xác xi hổ vò, không, xác xi đầu kéo nên nó
nó chuốt cái phần đuôi như vậy. Anh em nối dài cái cắt ngắn gì đấy tùy theo yêu cầu nhé, tùy theo mỗi anh em nhé. Trên video này thì Trung có chính xác những cái món như vừa mô tả, bao gồm cặp cầu dính liền ba lăng xê, dính sắc xi này, các cái cánh dè này, bình hơi này, lắp dọc này, trừ la răng nhé, trừ bánh lốp la răng ra, trừ động cơ ra nhé, trừ động cơ két nước ra, trừ dí trước, trừ nhíp trước ra, trừ bót lái ra, thì phần còn lại anh em tận dụng vào cái công việc gì đó thì tận dụng. Đây là cái khai học ắc quy nhé, bốn bình hơi nhé anh em, hai bình trên hai bình dưới. Trung kết thúc video, Trung cảm ơn em đã xem video nhé.